Okay, I just start recording the lesson. All right. Cô hỏi bài cũ tí nào, có bạn nào chưa nộp cái video bài cũ cho cô chưa không? Các bạn có ai chưa nộp không? Cô đã kiểm tra và cô mới chỉ thấy trên tiếng Anh suy giá chỉ có hai bạn nộp ha. Các bạn khác không biết như thế nào? Nhưng mà con hàng ngày thường kể đó, buổi tối, mỗi buổi tối, buổi tối mà nhà kem kém nên không làm được ạ. Sáng, thế tại sao lại không làm một buổi ngày? Cô ơi, hôm qua bạn Hoàng Anh, bạn ấy không, nhà bạn ấy kém, hôm qua không chơi chơi được cao hút nên bạn ấy khóc cô ạ. Thế cũng khóc hả? Trời, gì vậy trời? Rồi, giờ như này nhá, những bạn không làm bài tập là cô đều biết đấy. Cô lúc nãy mới kiểm tra thì chỉ thấy chỉ có 3 bạn nộp bài thôi. Những bạn không nộp bài này, chú ý này. Trong ngày hôm nay các con sẽ nộp bài cho cô, nếu không thì ngày mai không được vào học nữa đâu ha. Ok, ngày hôm nay nộp bài cho cô. Bài hôm trước là gì nhỉ? Đơn giản mà, bài hôm trước là cái gì? What can you do đúng không? What can I do đấy. Ok, đơn giản mà. Mình chỉ cần trả lời 4 câu là được, có gì đâu. Bài đấy khá đơn giản, cho nên trong ngày hôm nay các bạn mà hôm trước chưa làm bài tập về nhà của bài hôm trước ấy thì sẽ trả bài cho cô ha. Trong ngày hôm nay nộp bài lên tiếng Anh suy giá. Ok. Nếu không thì ngày mai cô sẽ không cho vào lớp ha. Ok. Rồi, chú ý nhá, rồi bật cao lên hết nào. Rồi ok, chúng ta bắt đầu vào học bài nhá. Và các con chú ý là chúng ta đã học unit 5 rồi đúng không? Chúng ta học unit 5 rồi đúng không? Yes. Học đến lesson 3. Hôm nay là học lesson 3 phải không nhỉ? Hôm nay học lesson 3 phải không? No, lesson 2. À, lesson 2. Ok, hôm nay học lesson 2 ha. Rồi, hello Quỳnh Chi. Ok. Ta bắt đầu vào học nha. Các bạn tắt mic nha. Bật cam nha. Bạn nào tắt cam đến lần thứ 3, cô sẽ cho out khỏi lớp ha. Và bị out lần thứ 3, cô sẽ cũng cho ra khỏi lớp luôn ha. Quên bốn bị sao? Nào, im lặng nào, im lặng được chưa? Để chúng ta vào học bài nhá. Bây giờ Hoàng Anh có bất kỳ vấn đề gì, con hãy viết vào chat cho cô ha. Ok. Rồi, chúng ta cố gắng, mình cố gắng là sẽ hạn chế cái việc mà bật mic lên và nói tự tiện trong giờ cô nha. Rồi tập trung học nào. Và cái lớp sáng nay cô dạy, cô phát hiện rất nhiều bạn chơi game trong giờ học. Cho nên các con chú ý này. Không được làm việc riêng ha. Ok. Các con làm việc riêng là cô đều biết đó. Đấy, chưa gì đã xin ra ngoài 3 phút. Cô xem bạn nào xin ra ngoài 3 phút đây. 3 phút để làm gì nào? Biết vào chat, 3 phút để làm gì? Để đi vệ sinh ạ. Ok, lần thứ nhất ra khỏi lớp nha. Ok, lần thứ nhất rồi. Cô tính lần thứ nhất của Hoàng Anh. Tắt mic và đi đi con. Lát nữa quay lại nha. Ok. Chúng ta quay lại bài nào. Các bạn đã thấy màn hình của cô chưa? Can you see my screen? Yes or no? Yes. Okay, that's great. All right. Yes. Okay. I will zoom the screen. Okay, too big. Đấy, cô đã phóng to ra rồi. Lesson 2. Hôm nay chúng ta học lesson 2. Bài thứ 2 nhá. Activity 1, look, listen, and repeat. Nhìn, lắng nghe, và lặp lại. Look, listen, and repeat. Alright. Chúng ta nhìn vào 3 bức tranh này đó nào. Đọc qua cái bức tranh này cho cô ha. Đọc qua.
Ok, bây giờ chúng ta nghe nhá. Ok. Nào. Hey, can you play volleyball? No, I can't. But I can play football. B. Let's play football. Okay. C. Oh, no! Page 32. Okay, one more time. Nghe một lần nữa, ha. Page 32. Lesson 2. Activity 1. Look, listen, and repeat. A. Can you play volleyball? No, I can't. But I can play football. B. Let's play football. Okay. C. Oh, no! Okay. So, can you hear it clearly? Can you guys hear it clearly? Okay. Okay, you can see it. You can see the screen, but you cannot hear it clearly. You cannot listen clearly. You cannot see screen. Okay. Cô sẽ đọc lại cho các bạn. Okay, okay. Okay, I know. Mute your mic. Okay. Rồi, yên tĩnh nha. Now, I will read it again. Cô sẽ đọc lại một lần nữa. Sau đấy cô sẽ phân vai cho các bạn nha. All right. Can you play volleyball? No, I can't. But I can play football. Let's play football. Okay. Oh no. Okay. Rồi, chúng ta có hai bạn này tên là gì nhỉ? Các bạn, hai bạn này tên là gì các bạn biết không? Phong vào chat cho and Peter. Đúng rồi, Phong và Peter. All right. Bạn Phong là bạn tóc tóc này đúng không? Bạn tóc nâu nâu này đúng không? Còn bạn Peter là tóc vàng ha. Vậy thì who can be Phong? Who wanna be Phong? Bạn nào muốn là Phong? Ok, Hải Phong luôn ha. Hải Phong. Rồi, bạn Peter, cô xem bạn nào muốn làm Peter. Rồi, Hoàng Anh đi, Hoàng Anh là Peter ha. All right. Start. Đâu rồi? Con nói sao? Phong ơi, đọc đi nào. Can you play volleyball? No. But I can play. Let's play football. Okay. Oh no. Okay, that's right. Very good. Okay, vậy thì now Phong is Minh Châu is Phong, okay? Tùng Lâm is Peter. Go. I can see screen. Nghĩa là con có thể nhìn thấy màn hình được rồi. Can you play volleyball? No, I can't. But I can play football. Let's play football. Okay. Oh no. Okay. Rồi các bạn chú ý này, cái này nha, cái này và cái này, nó đọc khác nhau đó. Một cái là can't, cái là can, okay. Một cái là can't. Và một cái là can. Alright. Nào cô mời hai bạn khác. Cô mời Đức Phú sẽ là Phong và bạn nào nhỉ? Bạn nào sẽ là Peter. Ok, Mai Anh nhá. Và cặp cuối cùng sẽ là bạn Quỳnh Chi và Hương Ly. Ok. Nào, go. Start. No, I can't. But I can play football. Let's play football. Oh okay. No.
Oh no. All right, very good. Thank you. Rồi, hai bạn Quỳnh Chi và Hương Ly. Quỳnh Chi sẽ là Phong and Hương Ly is Peter. Yes. Can you play volleyball? No, I can't, but I can play football. Let's play football. Okay. Oh no. All right. Thank you. So who can translate these activities into Vietnamese? Bạn nào có thể dịch sang tiếng Việt cho cô cái bài này được không nào? Who can? À, rất nhiều bạn biết đúng không? Rồi, nhờ một bạn không giơ tay đi. Nhờ một bạn không giơ tay nào. Hải Phong nào, Hải Phong dịch cho cô nào. Bạn có thể chơi bóng chuyền không? Nhưng tớ có thể chơi bóng đá. Cũng chơi bóng đá nào? Ok. Ôi không đúng không? Ôi không. Cái cuối cùng này là ôi không. Ok, Đức Phú dịch lại cho cô nào. Không biết gì cả. Con sẽ nghe bạn dịch lại một lần nữa nha. Bạn vừa mới dịch xong đấy. Con nghe bạn dịch lại một lần nữa rồi mình dịch theo ha. Ok, Tùng Lâm giúp bạn nào. Cậu có thể chơi bóng chuyền không? Không, nhưng tớ có thể chơi bóng đá. Cùng chơi bóng đá thôi nào. Được thôi. Ôi không. Đúng rồi. Cô dịch lại cho Đức Phú nghe một lần nữa ha. Can you play volleyball? Volleyball này là bóng chuyền nha. Các bạn không biết thì ghi vào trong vở này. Volleyball, bóng chuyền. Bạn có thể chơi bóng chuyền không? No, I can't. Không, tôi không thể. But I can play football. Nhưng tôi có thể chơi bóng đá. Let's play football. Vậy thì chơi bóng đá thôi. Hãy chơi bóng đá nào đúng không? Ok, được thôi. Oh no. Ôi không. Rồi Đức Phú dịch lại cho cô nào. Cậu có thể chơi bóng đá không? Không, tớ không thể. Tớ có thể chơi bóng... À, cậu có thể chơi bóng chuyền không? Không, tớ không thể. Tớ có thể chơi bóng đá. Chúng mình cùng chơi bóng đá nào. Ok. Oh no. Đúng rồi, ôi không, chính xác. Đấy, mình dịch được mà đúng không? Chỉ có vài từ là mình không biết cho nên mình mới không dịch được thôi. Rồi. Bây giờ các bạn sẽ sang activity 2, point and say. Alright, cô sẽ thu nhỏ màn hình một chút, ok. Rồi. Activity 2. Cái hoạt động thứ hai là point and say, chỉ và nói nhá. Bạn nữ này hỏi là can you, có nghĩa là bạn có thể... làm gì, đúng không? Bạn có thể ví dụ cô sẽ cho cái bức tranh A vào đây. Bức tranh A là gì? Play table tennis. Đấy, cô cho vào đây. Thì là gì? Can you play table tennis? Đúng không? Bạn có thể chơi gì cả? Bóng bàn không, đúng không? Can you play table tennis? Bạn có thể chơi bóng bàn không? Vậy thì các con biết chơi hay không? Nếu các con biết chơi thì các con nói yes, I can. Nếu các con không biết chơi thì các con sẽ nói gì? No, I can't. Đúng không? Rồi, bây giờ chúng ta xem những cái bức tranh này đã ha. Một cái là gì? Cái đầu tiên, bức tranh A, picture A. Play table tennis. Đọc theo cô nhá, đọc tắt mic và đọc theo nhá. Play table tennis. Chơi bóng bàn. Play table tennis. Tiếp. Cái bóng chuyền là gì? Play volleyball. Play volleyball. Ok. Bức tranh C, picture C. Play the piano. Play the piano. Ok. Tiếp tục với picture D. Play the guitar. Play the guitar. Là gì? Chơi đàn guitar ha. Play the guitar. Ok. Guitar. Không phải guitar. Ok. Guitar. Alright. Rồi bây giờ các con sẽ nghe qua người ta nói đã nhé. Sau đấy mình mới bắt cặp và tương tác với bạn. Ok. Từ từ nào. Để cô share màn hình đã. Cô quên mất.
Page 32. Activity 2. Point and say. Can you play table tennis? Yes, I can. Can you play volleyball? No, I can't. Okay. Các bạn nghe lại một lần nữa ha. Nghe lại một lần nữa người ta trả lời như thế nào. Activity 2. Point and say. Can you play table tennis? Yes, I can. Can you play volleyball? No, I can't. Okay. Rồi. Nghe không rõ hả? Do mạng của nhà cô đấy, mấy hôm nay mạng nhà cô cứ báo lỗi mãi. Bởi vì cô cũng chả biết từ ngày mưa đến giờ mạng còn cứ bị yếu ấy. Thôi, chúng ta... À, ok, cô sẽ cho các bạn nghe lại vậy. Chúng ta nghe lại nha. Chắc là sử dụng điện thoại nghe qua thì nó sẽ dễ nghe hơn ha. Nhưng mà các bạn có nghe tiếng cô nói rõ không? Không ạ. Có cô. Yes. Nếu mà nghe yes. tiếng cô nói rõ là được yes. Ok, rồi. Cô sẽ cho các bạn nghe qua điện thoại một tí này. Em vẫn nghe được lời cô nói nhưng mà nó nghe không rõ lắm. Của con siêu siêu rõ luôn. Ôi giời ơi, nhà Hương đi gà gáy suốt. Ok, rồi để cô cho các nó bạn đói, nghe. Nó đói, nó bị gáy ấy, cô ạ. Ok, rồi nghe im lặng nào để nghe ha. Trang 32 đúng không? Activity 2. Ok. Page 32. Activity 2. Point and say. Can you play tennis? Yes, I can. Can you play volleyball? No, I can't. Ok. Rồi nhá, chúng ta nghe thử họ nói rồi. Ok. Bây giờ cô sẽ nhờ hai bạn là tương tác với nhau bức tranh A và bức tranh B. Cô sẽ mời hai bạn. Cô mời Hoàng Anh và Quỳnh Chi nào. Hoàng Anh sẽ hỏi trước nhá. Hey. Bức tranh A. Can you play table tennis? No, I can't. Can you play table tennis? No, con sẽ là bức tranh B. Can you play volleyball? No, I can't. Can you play volleyball? Okay. Okay, Quỳnh Chi cứ trả lời đi, bạn hỏi lại. Yes, I can't. Okay, rồi nhá. Chỉ hỏi đi, hỏi lại thôi, không hỏi thêm nữa nhá. Rồi, cô mời Tùng Lâm và Minh Châu nè. Tùng Lâm sẽ hỏi trước bức tranh C và Minh Châu sẽ là D ha. Can you play table tennis? Không, Tùng Lâm, con hỏi bức tranh C nào. Sorry guys, bức tranh C. Tùng Lâm sẽ bức tranh C, Minh Châu hỏi bức tranh D nhá. Tùng Lâm hỏi lại nè. Can you play the piano? Yes, I can. Can you play the guitar? No, I can't. Ok, rồi. Cô xin mời... đúng không? Các bạn đã hỏi lại rồi. Rồi, cô xin mời hai bạn tiếp theo. Đó là bạn... Bạn nào? Bạn Hương Ly và Mai Anh nhá. Hương Ly và Mai Anh sẽ hỏi bức tranh A và bức tranh C. Hương Ly hỏi trước. Hỏi bức tranh A nào. Mai Anh hỏi bức tranh C ha. Can you play table tennis? No, I can't. Can you play the piano? Yes, I can't. Ok, rồi hai bạn cuối cùng là bạn Hải Phong và Đức Phú. Hải Phong sẽ hỏi bức tranh B và Đức Phú hỏi bức tranh D ha. Can you play volleyball? Yes, I can. Yes, I can. Okay, rồi.
Rất là tốt, các bạn làm rất là tốt hả? Đấy, Hoàng Anh tắt cam lần 2. Vẽ tranh mà là vẽ để con vẽ tranh mà cô đang vẽ tranh bức tranh mà nó vẽ một bức tranh mà. Con học hay con vẽ nào? Con chọn đi nào, con học hay con vẽ, tại sao cái lúc vào giờ cô con lại làm việc riêng ấy nhỉ? Không làm việc riêng ha, lo học ha. Alright, vậy là các con nhớ những cái hoạt động này ha. Play table tennis là chơi bóng bàn này, play volleyball là chơi bóng chuyền này, play piano là gì? Chơi chơi đàn piano ha. Play guitar, đấy là guitar. Vậy thì cô hỏi một cái câu này nha. Who can? Okay, Mai Anh. Rồi. Này, cô hỏi các bạn. Who can play the piano trong lớp mình? In our class, who can play piano? Bạn nào có thể chơi đàn piano đấy? Có bạn nào biết chơi đàn piano không? Không hả? No one? Okay, so who can play guitar? Không luôn. Okay. Yes. À, Minh Châu biết chơi guitar hả? Wow, đỉnh. Me? Vâng. À, Hương Ly too. Hương Ly cũng biết chơi. Giỏi thế. Alright. Who can play table tennis? Các bạn. Yes. Nhưng mà có khi con đánh rồi. Hơi chậm. À, okay. Hoàng Anh tắt cam lần 2. Hình như lần 3 rồi đúng không? Cam đâu? Okay. Tùng Lâm đi con. Hoàng Anh không tắt cam á? Các bạn có thấy? Không phải là con tắt cam. Nhà con kể nên cường cô nhìn thấy con tắt cam thôi. Còn đâu con có okay. Tắt cam đâu. Vậy thì con sẽ nhờ bố của con nói có thầy để cô kiểm tra có phải không nha. Nếu trong chiều nay không phải là do con tắt cam thì nếu mà chiều nay cô đã có cái gì nhỉ? Có cái... Nếu chiều nay, trong chiều nay bố con đã nói với thầy là do mạng nhà con kém cho nên cái cam của con nó mới bị như thế thì ok. Cô xin lỗi, còn nếu như mà không phải là ngày mai không được vào lớp học nữa đâu. Ok. Được một tuần được con hai lần gặp cô gì mà. Con còn nửa rồi. Mà con bị hơn mất mấy một nửa chỗ phần lớn nhất rồi. Cái phần ở trễ cuối cùng ý, lớn nhất. Phần lớn nhất đi. Phần gì? Thôi là mất thời gian của các bạn, qua kệ Hoàng Anh luôn. Hoàng Anh phải lo học, anh ơi. Con phải lo học đi. Thôi được rồi, cô không nghe nữa. Hoàng Anh phải lo học nhé, cô chỉ mong muốn là con học thật chăm thôi. Chứ Hoàng Anh, con có tiếng Anh tốt, nhưng con phát âm chưa chuẩn, cho nên con cố gắng học thôi. Cô chỉ mong như thế. Ok Hoàng Anh nhé. Không nói nữa mà, cô chỉ mong con lo học thôi. Nếu con không học được nữa thì cô cũng chịu đấy. Alright. Rồi, chúng ta đến với activity 3, ok? Hoạt động thứ 3, let's talk, ok? Chúng ta sẽ tương tác với nhau cái bài này ha. What can you do? Có nghĩa là gì? Bạn có thể làm gì đúng không? Ví dụ cô nói như thế nào? Cô có thể chơi trượt ván ha. I can play skateboarding, ok? I can do skate. Alright, tiếp tục. Can you, vì đấy, các con muốn hỏi bạn có thể làm cái việc gì đấy. Ví dụ, con hỏi là bạn có thể bơi không, đúng không? Can you swim? Hoặc là bạn có thể trượt ván không? Can you skate? Đúng không? Hay là bạn có thể nhảy dây không? Can you skip? Hay là gì? Bạn có thể nấu ăn không? Can you cook? Đấy, tùy các con chọn nhá. Hỏi bạn. Alright. Rồi. Bây giờ cô sẽ nhờ các bạn tương tác với nhau. Và tương tác với nhau thì chúng ta sẽ coi nhau như những người bạn mới quen lần đầu ha. Vẫn giới thiệu này. Vẫn gì? Vẫn chào hỏi nhau ha. Nhớ nhá. Rồi cô mời Tùng Lâm và Hương Ly nào. Hai bạn chào hỏi nhau. Good afternoon. Hello, Hương Ly. What can you do? I can play
Can't. What can you do, Hilly? I can sing. Các con hỏi tiếp cái câu can dưới you can... play the piano? No, I can't. Can you play table tennis? Yes, I can. Goodbye. Goodbye. See you later. Okay, that's great. Thank you. Who else? Cô mời Minh Châu and Quyên Chi, please. Minh Châu and Quyên Chi. Hi. What's your name? Hi. My name is Joe. What's your name? My name is T. How are you? I'm well. What can you do? I can play the guitar. What can you do? I can cook. Can you play the guitar? Yes, I can. Okay, that's great. Who else? Bạn nào nữa? Bạn nào nữa? Các bạn nhớ là giơ tay xong thì bỏ xuống ha. Không, cô lại nhầm các bạn đã học rồi đấy. Rồi. Cô mời hai bạn Mai Anh và Đức Phú đi. Ok. Mai Anh và Đức Phú nè. Rồi, các bạn chào nhau và hỏi. What's your name? My name is Mai. How old are you? I'm 9 years old. How old are you? I'm 9 years old. What can I do? I can cook. What can I do? I can dance. Can you play table tennis? No, I can't. What can Can you swim? Yes, I can. Goodbye, see you later. Goodbye. Okay, đấy các bạn nói rất là đầy đủ đúng không? Hỏi chào, hỏi tên tuổi các thứ có đầu có đuôi ha, rất là tốt. Alright, hai bạn cuối cùng nào, Hải Phong và Hoàng Anh. Ok, Hoàng Anh nói từ từ ha. Hoàng Anh đừng gấp gáp nào, Hoàng Anh và Hải Phong nào. Hello. Hello. What can you do? I can you play football. What can you do? Play sports. Can you swim? No, I can't. Can you play volleyball? Yes, I can. I play well. Okay. Rồi. Tất cả bạn đều hiểu bài ha, nói rất là tốt. Có những bạn có cái sáng tạo rất là tốt ha. Ok, chúng ta sẽ quay lại với bài ngày hôm nay nào. Ok, number 4, listen and number. Alright. Cô sẽ cho các bạn nghe. Các bạn nhìn qua những bức tranh này đi ha. Ok, chúng ta bắt đầu nghe nào. Page 33, activity 4, listen and number. 1. Can you play table tennis? Yes, I can.
It's my favorite sport. Okay. Two. Can you play the guitar? No, I can't. What about the piano? Can you play the piano? Yes, I can. Three. Let's play chess. Sorry, I can't. What about football? Can you play football? Yes, I can. Four. Do you like music? Yes, I do. Can you dance? No, I can't. I can't dance, but I can sing. Okay, one more time. One more time. All right. Yes. Page 33, activity 4. Listen and number. 1. Can you play table tennis? Yes, I can. It's my favorite sport. Okay. 2. Can you play the guitar? No, I can't. What about the piano? Can you play the piano? Yes, I can. 3. Let's play chess. Sorry, I can't. What about football? Can you play football? Yes, I can. 4. Do you like music? Yes, I do. No, I can't. I can't dance, but I can sing. Okay, you guys get the answer? You have got the answer? Các bạn đã có đáp án chưa? Yes. Yeah. Okay. Yeah. Rồi, à cô thấy đáp án của Mai Anh rồi, chính xác. Có đáp án viết vào cho cô nào. Có đáp án viết vào cho cô xem các bạn nào. Các bạn không phải nhìn thấy bạn làm như thế nào, làm khác đáp án mình mà chép theo đâu nhá. Cứ làm theo cách của mình thôi, lỡ đâu bạn sai thì sao, đúng không? Rồi, viết đáp án vào. Cô ơi, tí ơi, cô có cho đọc nội dung không cô? Cô nghĩ là cái này khá dễ ha. Đúng rồi. Cho nên cô sẽ cho con các con làm được thực. Đúng rồi, cái này chắc là các con nghe được hết chứ gì, cái này khá dễ mà. Yes. Ok. Rồi, cô thấy các bạn có đáp án đây rồi ha, còn bạn nào chưa có không? Rồi. Đức Phú có đáp án cho cô chưa? Ơ sao chữ của Quỳnh Chi lại ra chữ đỏ thế? Các bạn có thấy chữ của Quỳnh Chi ra chữ đỏ không? À, tại vì bạn ấy thêm màu. À, được hả? Được mà cô, con này cho cô xem nhé. Cô xem nào. À, cô thấy rồi nhá. Ở đâu à? Cô thấy rồi, ok là. Thêm màu thì thế nào? Dạy tớ với. Em thay, em biết cái đấy rồi, nhưng mà em sợ lắm, em vẫn chưa bao giờ thay. Lỡ đâu hỏng mà chứ. Đúng rồi cô. Đây, đừng phá ha. Ơ, phải Phong cũng làm được rồi kìa. Rồi, đấy. Con biết cái này từ lúc mới tải cái này để học mà cô. À rồi, cô thấy có nhiều màu lắm. Rồi, ok nhá, xong nhá. Con làm cái đấy đi. Thôi lát nữa cuối giờ à. Cuối giờ chúng ta làm. Cuối giờ chúng ta làm nha. Cuối giờ chúng ta làm. Bây giờ quay lại bài, không thảo luận cái đấy nữa. Ha. Ok. Nào các bạn. Look and write. Nào các bạn có 2 phút để hoàn thành cái bài này. Các bạn không lên tiếng khi làm xong nhá. Làm xong cũng phải đọc lại, không lên tiếng khi làm xong. 2 phút để hoàn thành bài nào. Đấy, cô vừa mới bảo xong, không nói con.
để các bạn làm nha. Không nói, để các bạn làm. Làm xong rồi thì đọc lại. Không lên tiếng khi mà mình làm xong ha. Các bạn cố gắng làm đi nha. Những bạn nào mà mình cảm thấy chậm hơn các bạn ấy, cứ cố gắng làm, cô không giục nhá. Nghĩa là các con làm được là được, các con hiểu bài là được. Finish. Đấy, cô đã bảo rồi. Đúng không? Cô bảo rồi, hoàn thành xong thì im lặng để các bạn khác làm, đúng không? Nào, các con làm thế các bạn khác, ví dụ làm chậm hơn các bạn lại cuống lên ha. Chúng ta làm xong thì đọc lại bài đi, để lát nữa chúng ta còn làm bài tập. Hôm nay cô sẽ cho làm bài tập nhiều đấy. Rồi Đức Phú ơi, làm xong cho cô xem cái đáp án với Đức Phú nhé. Để cô xem nào, còn mấy bài nữa nè các bạn, bởi vì như này còn một bài hát nữa là xong đúng không? Rồi các bạn làm xong bài này rồi ấy, thì sẽ đọc lại cái kiến thức mà chúng ta ghi được từ bài 1 trở đi ha, để lát nữa là bài tập ha. Rồi Đức Phú ơi, cho cô cái đáp án đi, đáp án của các bài đi, đáp án của các câu Đức. No, I can. Ừ, ok, rồi. Yes, I can. Ba, ừ, rồi, no, đây I là gì? Can't. Ừ. Bốn là no, I can't. Ok, rồi. Rồi, đúng rồi đấy. Nhá, chúng ta nghe cái bài hát này và cô sẽ cho các bạn làm bài tập nhá. Chúng ta nghe bài hát thư giãn một tí. Page 33. Activity 6. Let's sing. Can you swim? Yes, I can swim. Okay. Rồi. Nghe xong bài hát rồi ha. Con không nghe thấy cái gì hả? Nhưng mà cô cứ tập trơn nữa. Không nghe được ạ. Mà cứ mà yếu quá. Không nghe được. Thôi được rồi, cái bài hát. Ok, thôi được, bài hát đấy không quan trọng đâu. Nha, nghe cô nói rõ rồi chứ gì? Nghe cô nói rõ là được. Nghe rõ không? Nghe rõ một tí thôi. Yes. Ôi thôi rồi. Thôi đọc lát nữa, cô cho làm bài tập. Mạng yếu quá.
cô vẫn tắt mic. Rồi cô biết rồi, cô đang mở cái bài. Ok, rồi cái từ cái bài Unit 4 thì cô thấy cái đó nó hơi viết khá là rườm rà bởi vì cái đó là bài ngày tháng ấy, đúng không? Thì bây giờ cô sẽ cho các bạn ôn lại cái phần bài đó nhá. Rồi bây giờ cô share màn hình và các bạn ngồi làm bài cho cô 5 phút làm xong cái bài này rồi cô sẽ chữa ha. Cô sẽ share màn hình cho các bạn làm. Rồi các bạn thấy cái màn hình của cô chưa? Làm hai bài này cho cô ha. Lúc nào làm xong thì nói cô lăn lên nhá. Làm mấy câu cô? Làm hết rồi à cô? Làm hai bài đấy đi, đến khi nào làm xong đến câu 6 thì kêu cô lăn lên ha. Bên con học không em? Bên. Cô dạy con trình câu 2 đi. Tất cả câu 2 đều là ngày cô ạ. Rồi đợi cô tí. Ok, các bạn làm xong chưa nhỉ? Cô lấy cái đề này ở đâu rồi cô? Cô ơi, cô lấy bài. Cô.
Cái gì nhỉ? Cô dạy bài câu 2 của bài 1 đi, khó quá. Ok. À, ok rồi cô sẽ bài câu 2 bài 1 ha. Là đến toàn là các ngày trong tuần. Các ngày em biết câu 2 ở bài 1. Rồi bây giờ cô nói nhá, cô nói này. Các con sẽ có cái vấn đề gì thì sẽ nhắn vào chat nhá. Rồi bạn nào làm hết, tất cả bạn làm hết bài 1 đi, câu nào khó thì trừ ra, lát nữa cô chữa. Làm hết bài 1 đã, hoàn thành xong đã, rồi cô sẽ chữa ha. Em đâu có hoàn thành vào đâu mà, lấy ở đâu để cô? Cái gì nhỉ? Cô lấy cái đè ở đâu để cô? Tài soạn của cô. Sao? Sao? Ý mình chưa sao? Em đâu có, em không có cái đề này. Ừ, thì cô cái này bài soạn cô mà làm sao mà Minh Châu có được. Đúng không? Rồi làm đi nào, làm cho hoàn thành xong hết bài 1 đi. Câu nào khó các con cứ để đấy. Rồi lát nữa cô sẽ chữa, làm hết bài 1, bài 2. Câu nào khó nốt lại, chú thích lại. Rồi lát nữa cô chữa, lát nữa chữa xong hết rồi các con sẽ hỏi ha. Bạn nào làm đến câu 6 thì nói cô lăn lên để các con làm ha. Ôi cô. Chào con. Vượt lên để cho xem câu 6. À vớt lên hả? Lăn lên chứ. Sao lại vớt lên? Ok. Rồi, đây. À, tớ học nhanh thế. Tớ chưa vừa tớ chưa làm xong mà. Cô ơi, con chưa làm xong bài 2. Ok, rồi. Bài 2 hả? Bắt đầu từ bài 2 nhá. Rồi, làm bài 2 đi. Đấy, đến đấy thôi. Em làm nhầm mà. Vâng. Các bạn cố gắng làm nhá. Làm chậm cũng được nhưng mà phải làm được cho cô nhá. Phải làm. Đừng có bạn nào làm biếm nhá. Nhưng mà em vẫn làm được. Đúng rồi, cố gắng làm thôi nhá. Mình cố gắng nghiên cứu xem làm như thế nào. Không được làm biếng nhá. Không bạn nào là không làm đấy. Em ơi. Em làm xong rồi cô ạ. Rồi mình chờ các bạn khác làm hoàn thành rồi cô chữa ha. Em làm xong rồi. Ok, các bạn làm xong sẽ chờ các bạn khác làm ha. Có nếu mà làm xong thì nhắn vào chat cho cô, đừng nói ha. Cô phải lên để em còn làm chứ. Cô lên đi. Các bạn hoàn thành bài 1, bài 2 cho cô đã. Bài 3 mình chưa làm nhá. Bài 2 là đến câu 8 đấy. Nhưng mà em vẫn chưa hoàn thành xong bài 1. À, chưa hoàn thành bài 1 à? Ok, rồi. Cô lăn lên cho các bạn làm bài 1. 1 là gì đây? Này, phi... Này. Cô ơi, cô làm thế nào để cái chỗ, cái mic với camera nó mất đi nhỉ? Con định chụp màn hình vào xong rồi con là file con làm mà không lấy được. Cái mic dưới cam mất là sao nhỉ? Cái cam, mấy cái kia nó che đi rồi. Là sao ta? Cô không hiểu lắm. Cô ý là các cái ứng dụng nó cứ để ở dưới, con không nhìn thấy bài được. Các ứng dụng cứ để ở dưới hả? Cô tưởng màn hình của bên cô sẽ giống màn hình của các con chứ. Ý là như nào các con bị che hả? Bị che câu nào? Cô lăn lên cho nào.
Đi che câu 5 ạ. Câu 5. Ui trời, nó che từ đây xuống luôn hả? Bên cô nó hiện cả cái màn hình luôn. Đây, thấy chưa? Yes. Ok. Con làm xong hết rồi. Rồi các bạn làm xong hết thì đợi các bạn khác nha. Đến mấy phút nữa nhỉ? 4 phút nữa cô chữa bài. 4 phút nữa. Các con cứ làm thoải mái và kiểm tra đáp án thật kỹ cho cô. Kiểm tra thật kỹ nào. Mình cố gắng làm đúng từng chút một ha. Cái việc mà kiểm tra thật kỹ bài của mình nó rất là quan trọng đấy. Quan trọng hơn cả việc mình làm đúng hay sai. Cô ơi, cô xin hỏi. Con nói đi. Câu các cái từ chữ trong ăn chan. Cô ơi, cô cái trong từ cô gợi ý cho con câu chữ 15 thờ hờ trong cái bài 3 ấy cô. À, cái này thằng lát nữa chúng ta sẽ làm, con làm trước cũng được, nhưng còn cái này con suy nghĩ và tìm lại bài cũ đi. Cái này chúng ta chưa làm, nếu mà con muốn làm trước thì con suy nghĩ và con kiếm lại cái bài cũ ấy. Kiếm lại bài cũ xem như nào. Ơi. Lên bài 1 ha, lên bài 1 cho các bạn nha. Rồi. Bạn cứ bạn nào yêu cầu cô sẽ đáp ứng cho bạn khoảng 1 phút rồi sẽ đến bạn khác ha. Để cô thử sao cái bài 1 vào trong chat có được không nào. Đấy, lúc nãy giờ mỗi bạn là Hải Phong và Quỳnh Chi đáp ứng đúng cái yêu cầu của cô là xong thì nhắn vào chat thôi, còn các bạn khác cứ mở mic không à. Rồi cô nhắn cái bài 1 vào đây cho các bạn nha. Đấy, cô nhắn bài 1 vào chat cho các bạn nha. Còn bây giờ cô sẽ ở bên này, cô sẽ để bài 2 ha. Bên này cô sẽ lăn lên bài 2 để các bạn khác làm. Bài 1 ở trong chat ha, còn bài 2 thì ở màn hình của cô. Rồi, cô thấy của Hằng Anh rồi. Rồi, Hương Ly ok. Rồi, Tùng Lâm ok. Cô lăn xuống cái chỗ câu thứ 3 của bài 3 đi, cô chả rõ. Có nghĩa là cô lăn xuống cho con xem hả? Rồi. 1 phút nữa cô chữa bài nha, 1 phút nữa là 2:55 cô sẽ chữa bài cho các bạn ha. Cái này là Unit 4 chúng ta đã học lâu rồi cho nên cố gắng làm thật đúng nhá. Ok. Rồi, chúng ta chữa bài nào. Chúng ta chữa bài nhá. Bạn nào chưa làm được thì chú ý lên, lát nữa cô hỏi bài đấy, nghe chưa? Phú ơi, con làm xong chưa? Phú ơi, con làm đến câu nào rồi? Phú ơi, Phú làm đến câu nào? Con đang làm đến câu nào rồi Phú?
Alo Phú ơi, trả lời cô nào, con làm đến câu nào rồi? Phú ơi, trả lời cô nhanh nào để cô chữa bài cho các bạn nào, con làm đến câu nào rồi? Con làm xong rồi ạ. À ok, rồi Phú làm xong rồi, vậy chúng ta chữa bài nha các bạn nha. Nào, bài 1, cô mời một bạn bài 1 nào. Mai Anh câu 1 cho cô nào. Mai Anh câu 1 đi. 1A. A, May 15, 25th. Chúng ta chọn May bởi vì May là tháng 5 đúng không? Còn các cái đáp án còn lại là về ngày nha. Các đáp án còn lại là ngày. Ok, còn đây là tháng 5, vậy chúng ta chọn May. Ok. Rồi, 1A ha. Nào, câu thứ hai đã bạn nào làm được chưa? Bạn nào làm được câu thứ hai? Hoặc là các bạn nghĩ là câu đấy khoanh thì ok, Minh Châu nào, Minh Châu nói cô nghe câu thứ hai. Em thưa cô, câu thứ hai ta phải chọn là câu D. Second, con có biết tại sao lại chọn D không? Có ạ. Rồi, con nói cô nghe. Em thưa cô, bởi vì 6, 8, 12, mấy chữ này có âm thường sau. Còn second là số 2, thứ 2 nên không có âm thờ đằng sau nên ta chọn second. Ok, rất là tốt, giải thích rất là tốt, chặt chẽ. Ok, rồi. Câu 3 nào, câu 3 cô chỉ định cô mời bạn Hải Phong. Hải Phong làm câu 3 cô nào. Câu 3 là Monday. Ok, con giải thích cô xem là tại sao lại chọn Monday nào? Còn Monday là thứ, còn November, July, September là tháng ạ. Ok, đúng rồi, chính xác. Nào, câu 4 cô mời Quỳnh Chi. Em thân cô là D ạ. Ok, đúng rồi, vậy thì D hả? Các bạn khác có đáp án khác không? Các bạn khác có đáp án khác không nào? Cô đáp án khác là con đó là B. Ok, Hoàng Anh đáp án B rồi. Con đáp án B. Rồi, các bạn đáp án B. Nào, Hoàng Anh giải thích cô đáp án B vì sao nào? Ơi, đấy là sinh nhật, nghĩa là ngày sinh của mình. Còn đâu các cái đúng rồi. Là một các ngày trong năm. Như đúng rồi. Yeah, năm ạ. Ừ, rồi, cô giải thích cái chỗ này ha, câu này cũng không dễ ha. Birthday có nghĩa là ngày sinh nhật. Nếu các con muốn birthday này cùng loại với những ngày này thì các con chỉ để là day, date, cái ngày, ngày đúng không? Ngày là date. Thì nó mới cùng loại với các từ này nhá. Đây là tháng này đúng không? Năm này, tuần này. Vậy chúng ta có ngày thì là day, ok? Còn cái này birthday, ngày sinh nhật nó quá riêng đúng không? Cho nên chúng ta sẽ không chọn birthday, alright? Rồi, chúng ta chuyển sang bài 2 nhá. Bài 2, các con sẽ điền từ vào và đọc cả câu cho cô nhá, đọc cả câu. Ok, Phú ơi, con làm cô câu 1 nào. Cô là when your birthday ạ. Nào, con chọn một trong các đáp án này mà, một trong các đáp án này. Con chọn A ạ. À, A, when your birthday. Cô không nghĩ vậy, bạn khác nào, Mai Anh làm cô câu 1 nào. Cô là when's his birthday. Đúng rồi, chúng ta sẽ chọn một cái gì tính từ sở hữu ha, để điền vào trước birthday, đó là his. Có nghĩa là gì? Sinh nhật của anh ấy là vào khi nào, đúng không? When his birthday, right? His là của anh ấy, đúng không? Nếu mà Đức Phú chọn you thì con phải đổi thành your, tức là con sẽ thêm r vào ở cuối, là gì? Của bạn, sinh nhật của bạn nhá. Còn đây là you, chỉ là bạn thôi. Alright. Ok, number 2, Hương Ly number 2. C. C, ok. Có bạn nào có đáp án khác không? Con có ạ. Ok, Hoàng Anh nào, Hoàng Anh. It's the first 31st of October. So your answer is D. D, đúng không? Hoàng Anh là D đúng không?
Thế bạn Hương Ly cũng C mà, Hương Ly cũng quanh C mà. It's the 31st of October. Đúng rồi, chính xác, các bạn đều có đáp án giống các bạn đúng không? Lớp mình có đáp án giống hai bạn không? Có. Ok, rồi rất tốt ha. Yes. Rồi. Câu thứ 3, Tùng Lâm nào. Tùng Lâm câu thứ 3. Tùng Lâm đi đâu nhỉ? Cô xem nào. Ok, Minh Châu đi, Minh Châu câu số 3 nào. Em là câu số 3 của em là B ạ. Ok, B, her birthday. Đúng rồi, chính xác, her birthday. Ngày sinh nhật của cô ấy là vào ngày 17 của tháng 5. Rồi, câu 4 cô mời Phú nào. Phú câu 4 nào. Sorry teacher, cô là A ạ. A, what is the date today? Đúng rồi, đúng không các bạn? Các bạn có đáp án, bạn nào có đáp án khác không? Không, các bạn nào no. có đáp án khác không? No. Ồ, đúng rồi. Rồi, no. tốt. Vậy. Ok, rồi, vậy thì rất tốt. Rồi, Quỳnh Chi câu tiếp theo nào. 5, 6. Con đọc tất cả câu chứ. My birthday is on the 14th of August. Đúng rồi, chúng ta phải có TH này để chỉ số ngày đúng không? Có chữ TH ở cuối để chỉ số ngày, chính xác. Nào, Mai Anh câu số 6. His birthday is on the 30th of October. Ok, Mai Anh là chọn on đúng không? Là A, đáp án A. Có bạn nào có đáp án khác không? No. Rồi, vậy là Mai Anh đúng ha. Alright. Tiếp tục câu số... Ủa, câu số mấy nhỉ? À, câu số 7. Câu số 7. Cô mời Tùng Lâm. Tùng Lâm câu thứ 7 đi. Tùng Lâm quay về chưa nhỉ? Tùng Lâm câu số 7 nào. Tùng Lâm nghe cô nói không ta? Câu số 7 Tùng Lâm ơi. Câu số 7 là em chọn là câu A. Em đọc cả câu, con đọc cả câu nào. It's on the 20th of December. Rồi, các bạn khác có đáp án khác không? Đáp án của các con là gì? Nói cô nghe, Hương Ly nói cô nghe nào. Không, con giơ tay để câu sau. Không, vậy con thì cô gọi Hương Ly trước. Con vẫn giống bạn. Ố, sao lại giống bạn rồi? Thế Mai Anh cho cô biết đáp án của con nào. Đáp án của con là it's on the 20th of December. So your answer is? Vậy đáp án của con là? B. B, đúng không? Rồi, bây giờ thế thì bạn nào sai? Thế thì đáp án nào sai các bạn? Minh Châu nói cho cô đáp án nào sai nào, đáp án nào đúng? Đáp án đúng là B. Đúng rồi, đáp án đúng là B ha, B boy ấy, ok. Bởi vì sao? Cô đã giải thích như nào? Chúng ta có ngày này, thì chúng ta phải có TH ở cuối, đúng không? Vậy là chỉ có Mai Anh và Minh Châu đúng ha. Các bạn khác có bạn nào đúng nữa, giơ tay cô xem. Rồi, Quỳnh Chi đúng. Hải Phong và Đức Phú có đúng không? Rồi, Hải Phong đúng. Phú đúng con? Rồi, Phú đúng. Ok, Hoàng Anh đúng hả? Hoàng Anh lại tất cao làm gì ấy? Thôi, con không hỏi nữa. Ok, mạng con yếu. Ok nhá. Rồi. Hoàng Anh chú ý là hôm nay mạng yếu thôi ha. Bởi vì nhà có lúc nào mạng mạnh mà. Alright. Rồi, câu 8 nào, câu 8 cô mời bạn nào? Câu 8 Hải Phong làm câu 8 cho cô. It's
on the 9th of March. Ok, Hải Phong là đáp án C, đúng rồi. Rồi, có bạn nào có đáp án khác hay sao không? Có bạn nào khác bạn không? Vậy thì đáp án của Hải Phong đúng rồi nha. Rồi. Cái bài 3 Hoàng Anh làm xong rồi đúng không? Hoàng Anh có thể viết vào chat được không? Các bạn làm bài 3 được thì viết vào chat cho cô đi nào. Vâng. Không thì bài 3 các con sẽ viết vào vở để về nhà làm cho cô đi. Cô không muốn các bạn làm bài này quá sâu đâu. Ok. Các bạn viết cái này, viết những cái con số này sau đấy về nhà làm cho cô, ở nhà làm cho cô đi. Nhá, không chúng ta không làm ở trên lớp đâu. Viết con số vào là được để cô chuyển sang bài khác nhá. Đây, ở bên dưới này còn nữa này. Rồi, viết xong chưa? Viết rồi ở nhà làm cho cô nhá. Bởi vì cô biết là các con mặc dù biết đọc số nhưng mà cái chữ các con vẫn hay quên ha. Rồi đấy, Hoàng Anh có đáp án rồi đấy. Ok, rồi. Biết xong chưa? Để cô chuyển này. Rồi. Được chưa? Xong chưa? Chưa. Chờ có một tí. Rồi. Các bạn viết ở nhà làm cho cô thôi. Không cần làm trên lớp đâu. Nhiều quá không viết hết hả? Không. Chỉ viết chắc số thôi mà đúng không? Viết chắc số thôi. Viết chắc số ở nhà làm thôi. Không cần viết chữ vào đâu. Mấy cái chữ đấy cô không yêu cầu ha. Được chưa? Cô Lâm sang bài khác ha. Cô ơi cô, bài ở dưới như là bài lặp lại đấy ạ. Cô kéo xuống đến bài 4 đi. Rồi, cô biết rồi. Ok. Rồi các bạn ơi, Hải Phong và Đức Phú viết xong chưa? Cô lăn lên ha. Hải Phong với Đức của con, các con viết xong chưa? Cô để cô lăn lên ha. No. À, ok rồi, con viết đi. Một phút nữa cô sẽ lăn lên. Các bạn viết đi ha. Đây. Viết các cái này là được. Còn mấy cái chữ này không cần viết. Mấy cái chữ này là bài chuyển sang, là chuyển sang con số, không cần viết ha. Không cần làm bài đấy. Cô nói là viết cái gì lắm. Tức là các con không cần viết những cái chữ này, không cần làm những cái chữ này, hiểu không? Cái những cái con số này ấy là mình sẽ chuyển sang viết bằng chữ ha, viết bằng chữ về số ngày của nó, còn những cái chữ này thì lại chuyển sang con số, hiểu không Châu? Hiểu chưa? Châu ơi, Châu hiểu chưa? À ok, nói lại lần nữa mà không hiểu, cô cũng bó tay ha. Ví dụ này, 15, ngày 15 đúng không? Thì là gì? 15, đúng không? Đấy, còn cái này người ta nói chuyển từ the 29 sang ngày gì? 20 mấy hay 29, đúng không? Có nghĩa là con không cần làm cái bài dưới này, nhá. Vâng. Hiểu chưa Châu ơi? Ok. Rồi, đợi Hải Phong và Đức Phú ghi xong cái con số đã, những con số đấy để ở nhà làm đã.
Các con ghi xong những con số đi để về nhà làm. Chú ý cái này là cái số 3 của nó là 3 R và G ha. RD, ok, 3RD. Rồi, cô lăn lên nhá. Cô lăn lên đây. Yes. Cái gì đây? À, hoàn thành bảng. Ok. Question. À, bài này là bài đọc. Sau đó sẽ trả lời câu hỏi. Thôi, cái này nó không cùng một trang. Thôi, các con làm cho cô bài 5 đi. Làm cho cô bài 5 nào. Unit 5. Đây, làm cô bài này. Chỉ có ba bài, những cái bài trắc nghiệm thế thôi ạ. Ừ, con cứ làm đi. Rồi, Hương đi xong rồi. Cô lăn lên nhá. Bạn nào chưa xong thì cô sẽ viết vào chat. Yes. Ok, bạn nào xong, bạn nào chưa xong cô viết vào chat. Đợi tí nào. Các bạn cứ cố gắng làm nhá, cố gắng đọc bài để làm nhá. Rồi, bài những câu trên đấy, bây giờ cô lăn sang cái câu dưới nào. Rồi, các bạn làm đi cho cô nào. Em vẫn chưa viết xong không? Rồi, cô đã gửi vào chat rồi đấy, Châu ơi. Cô gửi vào chat cho con rồi. Những câu trên cô đã gửi vào chat rồi. Còn câu 3 kìa. Câu 3 hả? Cô đã gửi vào chat những câu trước rồi mà. Em là cô, nhưng mà câu 2 cô viết kiểu gì em không biết được. Đây, câu 2 nhá. I can, chỗ trống, a cat. Đấy, xong có đáp án A này là swim, đáp án B là skate, đáp án C là the draw, đáp án D là dance. Chưa? Thế còn câu 3 cô? Câu 3 là what? Và chỗ trống này you do. Ok, đáp án A là are. Đáp án B là can. Đáp án C là about. Đáp án D là is. Hương đi xong nhanh thế. Ok, rồi Tông Lâm nhớ báo với bố mẹ nhá. Nói bố mẹ báo lại với thầy. Còn là con ra sớm 15 phút ha. Rồi mai anh xong rồi. Bạn nào không hiểu ở đâu thì nói với cô nhá. Để cô bày nhá.
Hoàng Anh xong rồi, ok. Rồi, Hải Phong xong rồi. Các bạn khác nào? Các bạn khác thì sao? Rồi, các bạn đã xong check đáp án cho cô đi. Check đáp án. 2 phút nữa cô chữa, đợi các bạn khác làm xong đã. 2 phút nữa cô chữa. Minh Châu xong rồi, ok. Em mình sạc được ạ. Vẫn học được. Ok, con dùng sạc thì con nhớ để ý chứ, cả dùng sạc cả dùng điện thoại nó dễ nổ lắm đấy. Con để ý ha, đừng nếu mà thấy máy nóng quá rồi thì thôi không cần phải dùng nữa đâu con, để máy nó sạc đi. Có bố mẹ bên cạnh không? Ngồi cả dùng điện thoại cả sạc nó ghê lắm đấy. Ok, Quỳnh Chi xong rồi, cô thấy rồi ha. Máy nóng hơn. Ừ, Châu, Tùng Lâm ơi, thôi chắc là con để máy để nó sạc đi. Con có bố mẹ bên cạnh nhưng mà con không cho con nhìn mặt bố mẹ đâu ạ. Tùng Lâm ơi, nếu máy nóng rồi thì thôi ha, ok. Rồi Phú ơi, Phú xong chưa nào? Để cô chữa bài nào, Phú xong chưa? Phú đến câu nào rồi? Ok, rồi cô chữa ha, cô chữa nha các bạn ơi. Nào, câu 1, cô mời Hải Phong nào, câu 1 Hải Phong. Cô là can, see can. Ừ, rồi, đúng rồi. Can mang nghĩa là có thể, đúng không? Đây là một động từ khuyết thiếu sau này các con sẽ được học. Can có nghĩa là nó chỉ khả năng, có thể làm gì. Còn những cái từ còn lại là chỉ một hành động, cho nên chúng ta sẽ chọn can ha. Các bạn hiểu đoạn này chưa? Có bạn nào không hiểu không? Can là một từ chỉ không khả hiểu. Năng. Không hiểu. Rồi, cô giảng cho. Được rồi. Can là một từ chỉ khả năng. Có nghĩa là gì? Can có nghĩa là có thể, đúng không? Còn các từ còn lại, nó mang nghĩa là một hành động, đúng không? Cook là nấu ăn này. Skip là nhảy. Swim là bơi. Vậy thì can mang nghĩa có thể. Chúng ta sẽ chọn can là một từ khác loại. Được chưa? Các bạn hiểu chưa? Hoàng Anh hiểu chưa Hoàng Anh? À, rồi ạ. Ok, rồi tốt. Rồi, chúng ta có câu 2 nào. Câu 2 Hoàng Anh làm cho cô luôn nào. Hoàng Anh đâu rồi? Hoàng Anh làm cho cô câu 2 luôn nào Hoàng Anh. I can draw a cat. Đúng rồi, chính xác. Rồi, tôi có thể vẽ một con mèo ha. Rồi, cô xem nào. Câu 3, Phú ơi, Phú làm cho cô câu 3 nào. Cho cô câu 3 là con nói đi. Con cho cô là B ạ. Ừ, con đọc cả câu nào, đọc cả câu cho cô nghe nào. Con cho cô là what can you do ạ? Chính xác, ok. What can you do? Chính xác. Câu đấy chọn B ha. Rồi, câu 4. Câu 4, cô 4, cô mời bạn Mai Anh nào, Mai Anh cô 4 nào. I can't dance. I can dance. I can sing. Đúng rồi, I can't dance but I can sing. Chính xác, câu C. Rồi, câu 5 cô mời Quỳnh Chi. Câu 5 Quỳnh Chi. Câu năm cô là Can you play the guitar?
Đúng rồi, can you play the guitar? Chính xác, câu 6, Minh Châu. Câu 6 là Phong can ride a bike. Đúng rồi, Phong can ride a bike. Đáp án đi ha. Hương Ly câu 7. B. Con đọc cái câu nào. Can you swim? No, I can't. Chính xác, ok, rồi. Câu 8, Hải Phong. Hải Phong câu 8 cho cô nào. Câu 8 là See, I can play chess. What can you do? I can play chess. Đúng rồi, chính xác. Rồi, làm nốt bài 2, bài 3. Làm nốt bài 2, bài 3 cho cô. Làm hai bài này xong nghỉ nhá. Làm đi nào. Bài 4 không? Không, làm chắc bài 2, bài 3 thôi hả? Bạn nào không hiểu đề thì nói cô nhé. Cái bài 3 đấy có nghĩa là các con sẽ chọn cái câu đúng ấy. Cái câu mà có trật tự sắp xếp đúng. Cô dạy câu 4 với con hơi hình đi hơi khó bởi vì người ta hỏi là what do no, what? Em không hiểu cách làm. Vâng, con không hiểu cách làm này. Câu 4 của bài 3. Ok, không hiểu câu 4 bài 3 đúng không? Là Minh Châu và Hoàng Anh đều không hiểu câu 4 bài 3 đúng không? Câu này đúng không? Không, em không hiểu tất luôn. À, không hiểu cả bài 3 luôn hả? Bài 3 nhá. Rồi, các con nhìn vào đây. Ví dụ như ở cái số 1 này nhá. Cái số 1 này nó có hai câu là A và B, đúng không? A và B. Thì hai câu này, câu nào sắp xếp đúng? Đúng không? Ví dụ như con có thể bơi đi. I can swim. Đúng không? Vậy con có nói được là she play chess can không? Không. Cô ấy có thể chơi cờ, đúng không? Cô ấy có thể chơi cờ vua thì cô ấy... Cô ấy này, she can là có thể, play chess là cờ vua. Cô ấy có thể chơi cờ vua, con chọn được đáp án A. Hiểu chưa? Rồi, Minh Châu hiểu câu này chưa? Hiểu bài này chưa? Minh Châu trả lời cô. Vâng, em hiểu rồi. Ok, rồi Hoàng Anh này, câu của Hoàng Anh là câu 4 đúng không?
Câu 4. Vậy thì Hoàng Anh, cái câu mà hỏi là bạn có thể làm gì thì chúng ta sẽ hỏi là what can you do? Vậy thì nghĩa hỏi là cái này là what do bạn, người ta hỏi câu 1 là what can your father do, còn câu B là what your father do. Đúng rồi, thì con sẽ liên tưởng đến cái câu gì? Lúc nãy chúng ta học là cái câu what can you do? Bạn có thể làm gì? Vậy bây giờ chúng ta có đây là your father. Con sẽ thay thế your father vào từ you. Chúng ta sẽ được what can your father do? Hiểu chưa? Rồi, cô sẽ viết vào chat đây cho các bạn. Ok. Đấy, dễ đơn giản các con sẽ liên tưởng đến cái câu mà các con đã học thôi. Nha. What can you do? Okay. Vậy thì chúng ta sẽ thay cái your father vào chữ you là được cái gì? What can your father do? Okay. Easy luôn. Easy. Rồi. Cô dịch xuống bài 4 thì em làm xong rồi. Ok, làm xong rồi thì được rồi, các con cứ check đáp án thôi, không cần làm tiếp ha. Làm xong bài 2 và bài 3 cho cô là được nha. Làm xong bài 2 và bài 3 đi, rồi ngày mai chúng ta sẽ chữa. Rồi, mai anh xong rồi. Các con lưu cái đáp án lại nha. Giữ cái đáp án lại, ngày mai cô chữa ha. Giữ cái đáp án lại, ngày mai cô chữa. Ba phút nữa cô sẽ cho các con nghỉ nha. Bạn nào chưa làm xong thì tiếp tục làm. Ba phút nữa cô sẽ không share màn hình nữa. Rồi, cô thấy hai bạn làm xong rồi đấy. Rất tốt. Rồi, mình chưa xong rồi, Quỳnh Chi xong rồi. Được. 3 phút nữa ha, à 2 phút nữa nào. Bạn nào chưa xong thì viết đề lại đi, chụp cái đề lại. Chưa xong thì chụp cái đề lại để mình ở nhà mình làm, rồi mai cô chữa. Đề bài 2 và bài 3 nhá. Chụp đề lại, mai cô chữa. Ok, các bạn chụp xong rồi đúng không? Rồi bây giờ cô cho các bạn nghỉ ha. Ngày mai chúng ta sẽ gặp nhau tiếp và cô sẽ chữa bài. Tạm biệt các bạn ha. Bye bye. Cô, ngày mai thi thử thách phát âm đúng không? Không có biết đâu. Có gì ngày mai thi đó. Ok, rồi có gì cô sẽ báo cho con. Ngày mai chúng ta gặp lại nha. Tạm biệt các bạn. Yeah.